Lịch sử không thể chối bỏ một sự thật. Nhân sâm Hàn Quốc, còn được gọi là nhân sâm cao ly, là loại nhân sâm tốt nhất và quý nhất. Sử sách có ghi chép rằng, nhân sâm từng được dùng như một phương thuốc cổ truyền tốt nhất đặc sản của nước cao ly, một quốc gia cổ đại của Hàn Quốc. Các vị hoàng đế Trung Hoa ngày trước cho rằng nhân sâm cao ly là một trong những vị thuốc quan trọng nhất để dùng trong phương thuốc trường sinh bất lão. Vì giá trị và hiệu quả của nhân sâm cao ly thật kỳ diệu, nên vị thuốc này đã được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Từ đó, nhiều loại nhân sâm đã được canh tác khắp nơi như Trung Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ. Những đại từ của nhân sâm chính là nhân sâm Hàn Quốc. Với thổ dưỡng tốt nhất, điều kiện canh tác tốt, với lịch sử canh tác lâu đời và chất lượng cao. Tổng công ty nhân sâm Hàn Quốc Trần Quan Trang là một doanh nghiệp tư nhân đang nối tiếp truyền thống kinh doanh nhân sâm Hàn Quốc. Kể từ năm 1899, cho đến nay đã có hơn 112 năm. Trân Quan Trang là hãng hồng sâm danh tiếng của đất nước Hàn Quốc và là nhà máy quy mô tân tiến nhất tại Nam Hàn. Có lịch sử cách đây hơn mấy ngàn năm và duy trì các phương thức sản xuất thống nhất dưới một hệ thống kiểm soát chất lượng thật nghiêm ngặt trong suốt khoảng thời gian sản xuất để bảo đảm chất lượng hồng sâm cao nhất. Chất lượng này đã vượt qua 5 bước kiểm tra độ an toàn trong suốt thời gian 6 năm trồng trọt mới trở thành nguyên liệu của Trân Quan Trang. Anh Liên xin kính chào quý khán giả. Anh Liên hiện đang đứng tại một cái nông trường hồng sâm trồng lớn nhất của Nam Hàn, nằm cách thành phố Seoul khoảng chừng 1 tiếng rưỡi đi về hướng Nam. Và nơi đây anh Liên đã thấy có rất là nhiều người đã đứng đây để mà gặt hái hồng sâm. Và nơi này theo như người địa phương ở đây họ nói đó, thì tùy theo cái khí hậu của mỗi năm và mỗi mùa khác nhau thì cái sự gặt hái cũng sẽ được tăng trưởng nhiều hơn hoặc là lợi tức sẽ được sẽ bị thấp hơn. Nhưng mà năm nay theo như thời tiết của năm nay tại Nam Hàn thì chủ của nông trại ở đây, ông đã lo về cái vấn đề trồng trọt và chăm sóc cho nhân sâm ở đây. Có nói qua là năm nay gặt hái hồng sâm ở tại mảnh đất này rất là phong phú, rất là nhiều, đạt được nhiều quyền lợi cho hồng sâm trong năm nay. Bây giờ xin quý vị cùng anh Liên đi tham quan nông trại hồng sâm tại đây. Từ xa xưa, người Trung Hoa đã xem hồng sâm cao ly trồng tại lãnh thổ Hàn Quốc là một sản vật rất quý hiếm. Chính vì vậy, ngay từ thời kỳ ban đầu, những sản phẩm hồng sâm Hàn Quốc đã nhắm vào đối tượng của người Trung Quốc và Đông Nam Á. Với uy tín và sự ưa chuộng của giới tiêu dùng, Tổng công ty hồng sâm Trân Quan Trang đã chú trọng kỹ lưỡng về việc trồng trọt và sản xuất hồng sâm để nối tiếp danh tiếng lâu đời của sâm cao ly. Trân Quan Trang quản lý và chăm sóc đất trồng sâm từ 2 năm trước khi trồng sâm xuống mảnh đất này và khẳng định rằng trong suốt 6 năm trồng sâm không hề bỏ tí phân bón hóa học nào nhằm để mục đích tạo cho củ sâm được giữ độ thiên nhiên và nguyên chất lượng. Trong việc lựa chọn mảnh đất để trồng sâm cũng rất kỹ lưỡng để bảo đảm chất lượng tối cao của sâm. Trước khi cung cấp chi phí để hỗ trợ cho nông dân trong việc canh tác, phải qua quá trình kiểm nghiệm đất trồng của các nhà khoa học gia trước khi ký hợp đồng với chủ trại trồng sâm.
Khi có dịp tiếp xúc với một chủ nông trại trồng sâm trong thời gian thu hoạch, ông cho Ánh Liên biết rằng nghề trồng sâm của ông đã được truyền lại từ đời này sang đời khác. Ông ở thế hệ thứ ba duy trì việc trồng sâm này và con trai của ông cũng sẽ nối nghiệp trồng sâm. Ông còn cho biết thêm, khi trồng sâm đến năm thứ tư và năm thứ năm, thì mỗi luống sâm khoảng 70 cây, đa số bị tiêu hủy và chết đi phần nửa. Nên việc trồng sâm 6 tuổi không phải là việc đơn giản. Đó là chưa kể, nếu như bị mưa bão thì tổn hại sẽ cao hơn. Trong ngày thu hoạch của hồng sâm 6 tuổi, mọi người nông dân tại đây rất hăng say làm việc, vì đây là thành quả họ đạt được trong 6 năm dài chăm sóc kỹ lưỡng. Những chiếc máy cày chạy trên những luống sâm xới tung đất trồng để đem lên mặt đất những củ sâm tươi nằm trong lòng đất khoảng 10 inches. Đây là thu hoạch của một trong những nông trại trồng sâm vào mùa thu. Và đây là mùa gặt hái hồng sâm cao nhất trước khi vào mùa đông. Anh Liên xin trân trọng kính chào quý khán giả. Anh Liên đang có mặt tại một cái xưởng của hồng sâm Hàn Quốc Trần Quang Trang. Đây là một xưởng hồng sâm mà nổi tiếng nhất của Hàn Quốc. Và cái xưởng này thì nó nằm cách thành phố Seoul khoảng 2 tiếng về hướng nam, thưa quý vị. Và đây là một trong những cái hãng xưởng mà anh Liên thấy là theo như câu hỏi trước đó thì anh Liên biết được là nhân viên tại xưởng hồng sâm này có trên 1.000 người. Nhưng vì trong cái mùa này là mùa thu, là cái mùa gặt hái hồng sâm, cho nên họ đã kiếm thêm khoảng chừng họ mướn thêm khoảng 300 người nữa, 300 nhân viên nữa để mà sản xuất cho ra kịp hồng sâm để mà phát đi khắp thế giới. Phía sau lưng của anh Liên, như quý vị thấy đó, là có những cái bức tượng làm hình của những cái củ sâm, nó giống như là hình của cái cơ thể của con người vậy đó, thưa quý vị. Và những cái hồng sâm này theo như sự trình bày của những nhà khoa học gia thì hồng sâm phải được trồng trên 6 năm thì mới có cái cơ thể có cái hình dạng giống như là cái hình người. Và những cái loại hồng sâm ở đây được làm rất là kỹ lưỡng và rất là tối tân. Những cái máy móc của xưởng ở đây rất là hiện đại. Và bây giờ anh Liên xin mời quý vị cùng anh Liên đi vào trong để tham quan xưởng hồng sâm Hàn Quốc Trần Quang Trang. Với hệ thống theo dõi chất lượng tân tiến và để bảo đảm chất lượng, những củ sâm cao ly tươi màu vàng chanh 6 tuổi được chở thẳng từ nông trại trồng sâm về hãng. Tế sâm và rửa sâm bằng làn sóng siêu âm để tẩy sạch đi chất dơ và bụi. Tại đây, Ánh Liên có dịp tiếp xúc với ông quản lý lo về việc hấp sấy hồng sâm cao ly. Ông cho biết có khoảng 124 tấn sâm được sản xuất mỗi ngày. Những củ sâm được hấp chín bằng hơi trong dàn máy tối tân để tăng tối đa hiệu quả của hồng sâm. Sấy khô với phương pháp hấp thụ ánh nắng mặt trời và gió tự nhiên. Sau khi được phơi khô, những củ sâm cao ly đã biến thành màu đỏ. Quy trình tạo hồng sâm không dùng máy móc mà bằng sự kiểm soát của nhân viên để bảo đảm chất lượng của những củ sâm. Việc phân loại ngoại hình và chất lượng của những củ sâm này đến việc phân loại trong trọng lượng đều qua hệ thống máy kiểm soát với sự lựa chọn rất kỹ càng. Hồng sâm Trần Quang Trang trải qua quy trình chế biến rất kỹ lưỡng và thận trọng để bảo đảm chất lượng và độ lâu bền lên đến 10 năm. Bước cuối là hấp hồng sâm cho ẩm để tạo hình và sau đó đóng vào hộp. Lần đầu tiên đến Nam Hàn và viếng thăm hãng hồng sâm này đã cho chúng ta thấy và hiểu được tại sao hồng sâm Trần Quang Trang lại có một giá trị và chất lượng vượt xa những nhân sâm khác trên thị trường quốc tế. Hy vọng rằng chuyến đi này qua Nam Hàn của Ánh Liên
sẽ giúp cho quý khán giả biết thêm nhiều về hồng sâm và những công hiệu hiếm quý của hồng sâm Hàn Quốc. Ánh Liên xin tạm dừng cuộc hành trình tìm hiểu về hồng sâm Hàn Quốc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình kế tiếp. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.